Ừ, là chắc là đó. À, kính bạch sư gần đây à, thời gian gần đây con có chứng kiến một vị thiền sư và một vị pháp sư ở một thiền viện lớn hệ phái Nam tông kinh nói sai giáo pháp căn bản như thứ đế niết bàn một cách trầm trọng khi đối chiếu với tam tạng kinh vậy với phần sự hàng tứ chúng đối diện với sự việc trên nên ứng xử ra sao cho hợp lẽ đạo ở đây quý vị nhấn mạnh cái hàng tứ chúng là có ông sư trọng đó Ừ. À, sư không biết quý vị cái người cái vị quý vị nói có phải là cái vị sư, sư nghĩ tới hay không <laughs> à, thì à, nó có hai trường hợp sư đã làm hai trường hợp đó rồi cái cái việc đầu tiên mà sư làm á à, là sư à, nhắn cái à, vị sư đệ tử của, của vị này tại vì á ở trong luật á là cái trách nhiệm mà nhắc nhở thầy của mình khi thầy mình sai á là trách nhiệm của đệ tử thành ra là sư mới nhắn cho vị này để vị này lựa cái lời khéo nói đó để trình bày lại với thầy của mình tại vì ai cũng có thể sai mà ai thậm chí sư cũng có thể sai mà một ngày nào đó sư sai mà quý vị nghĩ đi bây giờ mình không có ai dám nhắc mà mình cứ mình không biết là mình sai thì cái đó là một tai họa à, thành ra việc đầu tiên là sư tìm cái vị gọi là đệ tử thì nó nó tương đối nó nhẹ nhàng sư à, còn bản thân sư thì sư không thể nhờ sư phụ của sư được tức là ngày cả thiền hạnh tại vì khi mà sư nhờ sư phụ của sư nó tâm cho nó lớn chuyện nó lớn chuyện lắm hơn nữa thì ở cái chú sư khác nhau ở cái khu vực khác nhau một nơi là thành phố hồ chí minh một nơi là ở cái chỗ khác ở tỉnh thành khác thì mình giống như là mình vượt giới đó à, nó cũng không ổn mà nếu như á, mà cá nhân sư á mà sư chạy tới chỗ của vị đó đảnh lễ dưới chân vị đó để trình bày đó thì nó lại lớn chuyện lắm quý vị biết không nó không có đơn giản à, thành ra là mà sư thì sư lại không có cái số điện thoại uh, hoặc là một cái phương cách để mình có thể liên lạc nói chuyện một cách uh, góp ý một cách nhẹ nhàng để cho cái vị này uh, không có um, tổn thương ấy. thì uh, sư không có cách rồi uh, một lần khác khi mà sư um, thấy một cái bài viết họ um, nói một cách họ cố tình họ sửa một cách rất là sai và nghiêm trọng về 13 cái hạnh đầu đà và sư có và trong cái việc sự việc này khi mà có một người nói sai về chánh pháp cái vấn đề là cái bài viết này đó, nó nằm ở cái trang web chính thức của giáo hội Phật giáo mà sư thì sư không có thể nói với uh, ngày cả chủ trì được uh, tức là sư phụ của sư bởi vì cái tính sư phụ của sư thì mấy cái chuyện này không có muốn đụng vào bởi vì nó rất là phức tạp về cái hệ phái đó À, thành thử là sư mới nhờ một vị thượng tọa cũng tương đối là có tiếng nói à, ở trong giáo hội thì vị này cũng nói là cũng không có quen không có biết ai là tác giả của bài viết này à, nhưng mà cũng không có quen cái vị tổng biên tập thì à, để liên hệ thử một cái vị thượng tọa khác mà vị này quen á, để à, coi coi như thế nào nhưng mà trong những cái chuyện này đó thì nó cũng tương đối tế nhị thành ra là cái gì nó cũng cần có thời gian à, thành thử là trước mắt đó, cho tới bây giờ thì um, sư chỉ có thể giới hạn làm những việc như vậy thôi tức là sư ráng sư ráng để sư um, có cái tác động nó nhẹ nhàng để người um, cái đương sự đó không bị tổn thương và nghĩ là mình có thể mình tấn công họ đấy thì đó là cái sư đang ráng còn cái hiệu quả thì sư chưa biết được à, cái câu hỏi này là một cái thuộc cái dạng câu hỏi bể chén cơm <cười> <cười> thì ở đây á, có cái giống mạnh là hàng tứ chúng cho nên chút tức là nói về cư sĩ chứ chúng gồm có hai bốn mà thiện nam tính nữ thì khu ni và thì, thì khu tăng thì trước tiên á nói về phật tử trước Tức là thằng à, à, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Khi mà mình là cư sĩ á, khi mà mình thấy một vị sư, thì phải năm tông, thiền sư hay là pháp sư, thiết sai và chánh pháp. Cái chuyện đầu tiên mình nên làm là gì? Đó là làm thinh. Cái gì không nghe lộn đâu, làm thinh. Cái này á, nhiều người họ có nói, cho nên làm thinh đi. mình có thể về mình gặp những cái vị à, cư sĩ lớn lớn tuổi lâu năm trong đạo mình gặp họ hỏi họ, họ biết không? nhầm khi họ biết trước mình đó tại sao họ nín thinh? Tại vì họ già làng trong lão rồi cái đầu họ sạn họ biết được nên nói cái họ nên nói và họ chiêm nghiệm lâu năm cái chữ im lặng cái im lặng là vàng la làng phù mỏ cùng cái chuyện tứ chúng uh, phật tử mình đó nên làm là trang bị kiến thức để đừng có bị mấy ông này đầu độc thôi tức là như cái người hỏi câu hỏi này họ biết rồi họ nhìn vô họ nghe cái là họ biết sai như vậy là do, gì? do cái trình độ người này có một cái trình độ nhất định làm cho cái câu hỏi sai này cái sự cái, cái, cái câu giảng sai pháp đó nó không thể dính vị này được vị này nghe cái là biết sai cái vấn đề của phật tử mình á là mình trang bị kiến thức ít quá cho nên mình bị gì tiêm nhiễm những cái sai của những vị thuyết sai còn cái vấn đề thứ hai ở đây á là khi mình thấy vị đó thiết tầm bậy thì mình tại mình mà khi mà mình thấy người ta thiết tầm bậy chắc chắn là mình phải giỏi mình phải giỏi ít nhất là mình khá khá Phật pháp mình mới biết người ta nói bậy được ở đây là sư có thử rồi hai vị sư mới tu hai vị sư mới tu À. sư gia đang giảng cho hai vị đó giáo lý cơ bản thì sư mới làm bộ xin nói sang cái không biết dẫn chép tập luôn ngồi nghe kỉnh bơ xong người sư mới giải thích lại đàng hoàng là cái này mới đúng là cái này là tôi giả bộ đó tôi làm thử rồi sao cái trình độ mà cao rồi đó nói cái gì cũng được đó nên khi mà mình đang bị không đủ cái kiến thức về Phật pháp á là mình bị dính đây là tự trách mình thứ ba là đó khi mà biết mình biết người ta nói sai rồi là mình phải có kiến thức một kiến thức nhất định khi đó cái tâm mình là nó, thường nó, nó phản ứng là nó khó chịu với người đó cái ông nội này mang danh tiền sư mà thiết tầm bảy tâm bả phản ứng sân bực bội như vậy đó thì á, trường hợp này mình nên học cái người nông dân mình thấy người nông dân họ trồng cây không cây ăn trái dụ một cây táo đi những cái trái thúi nó gớt xuống nó sâu ăn nó gớt xuống cái người này có cầm cái trái táo lên Chử mắng bực bội như cái trái táo đó không hay là đi kiếm thuốc đi kiếm cách bảo vệ những cái trái táo mà còn nguyên chưa bị sâu ăn hoặc là sâu ăn chưa hết thì lội trừ con sâu nó ra ròn nửa trái táo cũng vậy ở đây mình cứ châm chăm vào những vị thiết sai mà mình quên vị thiết đúng một cái tư duy thôi nó thay đổi toàn bộ thế giới ví dụ mình nghĩ Trời ơi, trong mỗi chúng tăng đoàn dễ mà có cái ông này thiết sai nhầm khi ông thiết sai là lại là có cấp bậc cao địa vị cao lớn hạ nữa Trời, trời ơi Nhưng mà mình không nghĩ rằng Mình nghĩ rồi mình nghĩ chỉ cần đơn giản ra thôi Mình nghĩ á, trong tăng đoàn lại có ông sư ô quế như vậy Ông sư thiết sai như vậy thì mình nghĩ ngược lại May quá Bên cạnh cái ông sư thiết sai này còn có rất là nhiều người thiết đúng Chỉ cần mình nghĩ vậy phải thường thường hỏi câu hỏi này là tôi biết ngay là có cái sự không vừa lòng mà mình là hành giả đó cái sự không vừa lòng thì mình phải phải nhìn nó một quán chiếu bằng vassana để mình tu chứ không phải mình ôm ôm chăm chăm bị đó còn cái trách nhiệm của mình là ví dụ những người thân cận với mình mình có trách nhiệm à mình thấy họ nghe ông đó họ không biết thì mình có trách nhiệm mình giải bài cho ông đó cho cái người đó nghe ừ cái vị này thiết như vậy làm theo tôi á tôi xem đúng để tôi nói cho nghe à chú anh nghe em nghe vậy đó là mình phải chứng minh bằng kiến thức của mình mình nói cho họ nghe nếu một hai là nó mình nói mà họ không chịu họ cự lại thì thôi kệ cho họ sanh tử luôn chứ sao vậy như bốn cái loại ngựa để cho nó chết luôn nói được mình cái người có nhân viên với nhau chỉ cần một cái câu thôi một vài lời nó sẽ đánh động đó rồi không có cần phải nói vài dòng nói mà cãi sự thường chúng tôi nói một hai câu mà có vẻ muốn phản ứng lại nín luôn mình không có một cái trách nhiệm nào phải cho họ biết cả Đó là cái lòng tốt của mình thôi Còn cái hàng Phật tử mình á Thường thường là Mười người quả mai có người giỏi Giờ dạ là uh, Cao thủ trong giáo lý Mà cái ông đó đó Y chang với trường hợp hồi nãy câu trước là gì Một anh giữ giới trong một đám không giữ giới Thì cũng vậy một anh giỏi giáo lý trong nguyên cái đám không giáo lý Mà một cái anh này á anh muốn đem ra để anh hố anh truyền tải cái nội dung mà ông a này thiết sai cho cái đa, cái nhóm không hiểu biết nó rất là khó ừ, trong cái chuyện này tôi có cái nhìn nó khác với sư chưa chưa số để từ từ tròn á tại sao mà mình không làm như người nông dân tại sao mình không chăm lo những ông sư ví dụ như mình có thể là hỗ trợ cho những tu sĩ mới cái phương tiện để họ tu tập họ gọi là học hành cho đúng đắn chồng không thiệt tình nó muốn đi học mà không có dùng cái phương tiện để đi học muốn đi miếng học tiến sĩ mà nói ai hỗ trợ kiểu vậy rồi tại sao mà đây á cái, cái tôi lo nè cái bản thân chúng tôi lo là gì lo cho mấy ông mới động đựng hư nữa chứ không phải là đi đánh đi cứ nói ngày kiếm mấy ông cũ đi, chỉ trích mấy ông là ông nói sai cái nhìn chăm chăm vào những cái người cũ mà thường thường mấy ông nói sai là mấy ông bự lắm đúng có đớt nó thẳng mất chân cơm nhưng mà mấy ông nói sai á bự lắm nó không được đụng vô là bể đầu cho nên á cái để làm lại là đây là gì là làm sao để cái người dù có một công sư một người vừa mới vô rồi làm giới tử rồi xuất gia làm sao dạy ông này nên 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 thân để ông đừng sau này ông có nhân viên làm pháp sư ông đừng có dạy tầm bậy nữa nó là cái vấn đề mình học người nông dân Còn cái vấn đề của bề bên Chư Tăng á Thì nó có cái cách riêng của Chư Tăng Thì nó cũng nôm na Là mình tìm cách mình và nhắc nhở cái vị thiết sai nếu mà có cơ hội Mà không có làm cho cái vị đó mất mặt hay là đánh động tới cái niềm tự ái của vị đó Tại vì nhiều khi á một vị và thượng mà lỡ nói sai cái đó mình phải để ý cái vị này thường xuyên nói sai là bữa đó lộn chút lỡ lộn rồi cái vị này là thôi đem bỏ rồi đó có nghĩa là sao mở miệng ra là nó bậy nó khác hơn là lâu 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 nó lộn chút chúng tôi cũng lâu lâu bị lộn với cái vị lâu lâu bị lộn á thì mình có thể nhắc khéo Ở bữa đó con nghe cái bài pháp đó hay quá đừng tờ mình khen trước đừng hành tiếc tâm đắc nhưng mà chỗ này em thấy tương tự hình như chắc thiết bài pháp nó dài quá rồi khúc sau để tượng tọa mà Tương tọa nói luôn mình khen trước nha thì mình hãy, hãy nói cái chỗ đó cái bí quyết của mình khi mình nhắc người ta gì mình khen cái đi rồi mình nói cái chỗ đó cái okay. người ta khen trước người ta mát dạ cái okay. mình đã nói cái điểm mà không vừa ý của mình cái người ta cũng đỡ bị phiền não đỡ bị bực mình còn chưa chưa mình ông thiết chỗ đó sai đuối lắm trừ khi huynh đệ thân với nhau với nó cho nên đó, đối với một vị uh, trong việc tỳ kheo á mà khi mà cái bị pháp sư mình thuyết pháp sai á vị này nhắc nhở được nhắc nhở còn không á tìm tôi cũng giờ cái chữ làm thinh thôi còn mình trong khả năng mình có thể làm được cái gì đó mình có thể không lẽ giờ mình đi mát chư phụ ổng <laughs> mà ổng lớn quá không có chư phụ luôn rồi sao mét ai không lẽ đi kiếm phật mát vô quỳ chính điện phật ông này nói sai nên đó, tốt nhất á thường thường á chúng tôi im lặng khi mà người ta nói sai im cho rồi còn á, những người nào mình quen biết á mình chia sẻ cho họ về việc này ông này không biết gì được nó học xa trơn ví dụ vậy tôi thì tôi có cái suy nghĩ khác với sư nó không phải là cứ thể cái cây nào hư là mình chắc bỏ không phải cái trái nằm nó bắt đầu là nó nó, nó bị nó bị thối là mình vứt à, luôn cả trái tức là sao có những trường hợp á nó hư luôn rồi thì cái đó là coi như mình coi như chết rồi nhưng mà có những trường hợp á, mới chớm thôi giống như cái cây nó mới chớm bệnh thôi thì mình phải mình phải tìm cách mình lựa cách mà mình có thể mình chữa được cho nên cái trường hợp mà quý vị vừa mới đề cập nếu như đó là cái vị mà sư đang nghĩ tới thì sư nghĩ là cái vị giống như là nó chỉ mới chớm thôi à, cái lý do có rất là nhiều có thể là do bận rộn rồi cái việc à, soạn bài vở nó bị à, nhầm lẫn à, hoặc là bị à, sư tạm gọi là bị đầu độc Quý vị có còn nhớ cái lần mà sư nói với quý vị là các bản dịch của ngài Achan Cha có vấn đề không? Các bản dịch Việt của ngài Achan Cha có vấn đề. Mà nếu như những ai mà không tỉnh táo đó nghe đối chiếu với cái bản dịch gốc thì rất là dễ bị cái người dịch đó, họ cố tình họ lồng ghép những cái tư kiến sai lầm của họ vào và nếu như mà mình hâm mộ nghe chanh cha quá mình đọc rồi mình ôm những cái đó vào mình thực hành là mình bị đầu độc thì sư nghĩ có thể trường hợp vị này là bị đầu độc ờ, nhưng mà sư không nghĩ là nó đến cái mức độ là chết hẳn không uh, thay kệ khỏi cần nhắc tới nữa có những vị sư coi như chết rồi vị đó làm cái gì nói cái gì sư coi như chết rồi sư không đá động không nhắc tới nữa nhưng mà một số vị thì sư nói có lẽ là còn có thể cứu được thành ra là sư cũng sư ráng trong cái phạm vi khả năng của sư còn về cái khả năng của quý vị đó thì nó cũng tương tự như vậy những vị nào mà coi như chết rồi đó thì thôi mình không đá động gì tới nữa im lặng cái số lượng đó bây giờ nó nhiều lắm nhưng mà nếu như một số vị mà quý vị có thương có mến có kính mà quý vị thấy là à, cũng chỉ mới thôi mới chớm thôi thì có thể uh, nhẹ nhàng nhắc nhở mà sư nói thiệt nha à, giống như là ở trong cái trường hợp ở cô Bi đó sư biết cái trường hợp coi như là chư tăng mà gây lộn với nhau đó mà để đức phật phải bỏ đi đó <laughs> xin thưa những cái chuyện đó chư tăng làm không được coi như là hàng gắn nói nói mà phải trái chư tăng làm không được trong trường hợp này sư cũng như vậy có những chuyện mà chưa tăng với nhau làm không được nhưng mà cư sĩ quý vị làm được cô, ở cô sambi cư sĩ họ làm bằng cách gì họ cô lập hết toàn bộ mấy ông sư này luôn bây giờ không có đồ ăn chết đói đáng chịu trừ khi nào mấy ông chịu ngồi lại sám hối với nhau rồi thỉnh đức phật về thì khi đó tụi tôi mới bắt đầu tụi tôi cũng dừng lại mấy ông à, cư sĩ quý vị nó cũng tương tự như vậy À, quý vị có thể um, đến để... Tôi nói thiệt nha Nhiều trường hợp á, Cư sĩ quý vị tới á, Nói chuyện có chất lượng hơn ông Đúng sư rồi. Có trọng lượng hơn ông sư Nha yeah. à, Thành ra là nếu như mà quý vị có thể um, Lựa cái người nào đó biết nói Lựa cái người nào đó biết nói à, Mà cũng Cái tay mà đại gia thí chủ á, Nói chung là cũng có cái uh, trọng lượng um, Đối với việc này á thì khi mà quý vị đến rồi quý vị lựa cái lời khôn khéo quý vị nói thì vị này có thể xem xét lại và thấy là à thì ra xưa giờ mình bị cái thứ này nó đầu độc mà mình không nhận ra thành ra trong trường hợp này sư nghĩ là còn cứu được chứ không phải là chết hẳn à, cho nên là ý của sư thì nó hơi khác một tí xíu bổ sung chút của chỗ này là quý vị biết cái câu chuyện ngàn mổ làm thầy khi mà khổng tử nghe mổ đi rồi đó Cha làm nghề gì cũng, cũng cũng không có vẻ là quan tâm Nhưng mà tới chừng nghe mổ đi nước cũng dễ làm thầy Khổng tử vội dội vàng sách áo sách dèm Sách cỏ dép chạy đi cản mổ Học trò mới hỏi sao thầy làm gì gấp vậy thợ hơn này nó làm cái gì cũng được hết trơn làm tướng thì bất quá hại anh thành làm quan bất quá chết được nhiều người nhưng mà làm thầy hại cả thế hệ hiện tại có những vị đi miếng về học cái dăm ba cái rồi đã bầu lên làm thầy rồi giảng dạy không có đúng cái độ sâu của giáo pháp nay đó hay lắm là sao mình mình học được chút rồi cái mình tưởng mình là cả thế giới này là của chị mình tưởng mình vô địch mình tưởng mình không ai bằng tại sao tại vì một phần là do bên cạnh những cái vị có hiểu biết người ta đến đó cái người không không phải là giáo lý là cứ gặp muốn nói chỗ nào là nói gặp ai cũng bựa gặp ai cũng hốt gặp ai cũng trình bày giáo lý những vị người ta càng học cao người ta càng im lặng người ta càng vương tập nội trong lúa càng cao càng, càng cúi đầu xong càng sâu càng tĩnh lặng cho nên mấy ông học ít mới có cơ hội bung ra làm trời làm đất rồi mấy ông mấy người người ta thâm sâu người phật pháp người ta tĩnh lặng người ta không có làm um sùm rồi mở có thí chủ một phát là vô mở quá thiền rồi làm dạy đồ ghê lớn lắm, lắm nhưng mà thật chất tài liệu đưa lên sao bác hết trơn sai không còn cái gì hết sai mà sai cơ bản mà sai những cái chỗ đau đớn chứ những cái chỗ quan trọng định nghĩa sai hết hoàn toàn không dùng Bali không có một cái căn cứ nào để lấy tài liệu đó mà trời ơi nó nó mình muốn lên mình dạy đó thì thôi mình mình ham làm thầy mà mình dốt này thôi cho một cách là mình lấy bàn bún cũ còn lại hốt những cái bài của những cái vị trước á giáo án á mình dạy lại thôi không ai nói mình là dạy bậy đâu bị đó phật pháp mà toàn đá mình, đá mình không đủ trình mà mình cứ mình chơi cái kiểu mình tự mình chế rồi mình hút mình này miếng mình gắn mình kia miếng để nó không giống ai hết tại là mình thì cái bản ngã đó cái tôi nó giống làm lấy lại cái bổn cũ của cái vị tiền sư trước vì những vị tiền sư trước thì người ta nói mình bắt chước quê không 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 cho mình giỏi cho nên chọn tài liệu bữa hổm cho phá thiền thương thiệt vị sư đó mới đưa sư cái tài liệu sư coi đi sư coi nhìn vô xong cơ bản sẽ hết trời. nhưng mà hỏi này của ai vậy Ờ à, cái vị sư đó đang dạy thiền 7 ngày tết Rồi... trời ơi, trời tôi nó không bụng 7 ngày người ta bỏ đi chơi người ta vô người ta tu người ta gặp ông đó cũng xui tận mạng thì nó tóm lại á cái đây nó cũng là một cái mình nói theo thế gian là hên xui nữa nhiều khi mình trời ơi mình xui mình bái ông thầy chút bớt tại mình, mình vô mình học đâu lấy dụ sư đi mới vô đâu biết gì đâu thì ông thầy đầu tiên của mình là một cái quan trọng cho nên mà đang đây xảy ra luôn á khi mình chọn thầy đó, làm ơn từ từ phan hả cái vị mà cái người mà được nhiều người công nhận chưa chắc gì cái người đó là ngon lành nói đúng mình học là học trên tinh thần của phật pháp chứ không phải mình học công an ông b tôi thấy nhiều vị thần tượng dữ lắm thần tượng một vị đó cái gì cũng vị đó cái đó là cái chết đó. đừng có thần tượng vị đó cũng nói lại lời đức phật thôi mà khi mình thần tượng một người rồi đó mình không có nói được mình không có học được cái vị khác nữa không ai bằng ông A, ông thầy tôi hết tôi thua mà khi thần tượng rồi á người ta nói sai mình không biết mình, mình mình nó nó bị lướt qua nó bị bỏ qua lòng khi mình còn biện hộ dùm ổng chắc bữa đó ông mệt ông nói lộn đó mình biện hộ mình binh cho người ta nói sai luôn có những trường hợp tôi biết vị thầy của vị đó nói sai tôi mới sẵn dịp mình mới nói là bữa đó vị đó có nói cái đó là tôi thấy sai rồi vị này binh luôn bảo hộ bảo vệ cái thầy mình là bất chấp luôn vị đây rất là dài dòng nói tới đây không nói nữa đã giờ cũng bể tám chân cơm rồi đó